Tại sao nội dung là bước học đầu tiên của hệ thống marketing ạ? Đơn giản thôi cả nhà, đó chính là khi mà các bạn học bất kỳ một điều gì đó, con mắt của bạn để nào cần phải biết mình đang học cái gì, nghĩa là hiểu được nội dung để nào. Thì làm sao chúng ta hiểu? Đó chính là đọc dịch mà nha. Các bạn phải viết ra giấy và dịch ra nha. Đừng có để con mắt mình nó đánh lừa. Để con mắt mình nó sẽ biết từ đơn, nghĩa là từng từ ở trong một cái câu đó như thế nào thì nó biết. Nhưng khi ghép vào rồi ấy, thì cái nội dung nó có đúng như là cái câu mình nghĩ hay không thì các bạn phải viết ra nha. Bắt buộc các bạn phải viết ra để mà, và khi các bạn viết ra thì các bạn sẽ biết là gì. À, cái từ vựng này là từ mới này, mình sẽ kiểm tra cái phát âm của nó này, nó có bao nhiêu âm tiết được thế nào, nó có bao nhiêu âm tiết là cái điều quan trọng nhất. Alright, đó chính là tại sao bạn phải dịch nội dung. Alright, dịch ra vở để mà tìm từ mới là một điều rất bình thường thôi, nhưng mà phần quan trọng nhất đó chính là liệu mà câu chúng ta dịch đó, nó có trơn tru không. Để nào, tại vì từ đi với từ mà thành một cụm và nó thành một câu thì ý nghĩa đôi khi nó sẽ bị chuyển đổi, cho nên phải viết ra bằng giấy bạn nhé, viết ra giấy được không nào, chứ không phải dịch bằng mắt, dịch bằng mắt là đi luôn á. Ok, I'll see you soon, thank you.